Chiều nay, Liên đoàn Lao động Thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố lần thứ 19. Hội nghị nhằm kiện toàn chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2018-2023. Theo đó, bà Phan Thị Thúy Linh trúng cử vào Ban chấp hành Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy viên Ban thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố và trúng cử vào chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Phan Thị Thúy Linh cho biết, với cương vị trách nhiệm được phân công sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao đồng thời mong muốn xây dựng cơ quan đoàn kết trách nhiệm và thương yêu lẫn nhau qua đó để đạt nhiều kết quả tốt xây dựng công đoàn thành phố ngày càng vững mạnh